Đại phu, sao lại thế này? Ai đã hại mọi người? Đi, đi mau đi. Ai đó? Dương Vĩnh, quả nhiên là ngươi. Các người, già trẻ lớn bé gì các người cũng biết. Các người muốn làm gì đây? Được rồi, ngươi hãy mau nói cho rõ. Ngươi tìm Lưu Dũng để làm gì? Chữa trị cho hắn là có ý đồ gì? Các người đã làm chuyện gì xấu xa mà tới một thợ săn bình thường cũng không tha? Lợi dụng hắn rồi còn giết hắn. Hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho tất cả những người bị các ngươi hại chết. Đòi lại công bằng, ngươi không có cơ hội đâu. Người đâu, xông lên. Đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Để đi đi. Còn Hưng thì sao? Đừng lo cho ta. Đi mau đi. Để. Đứng lại. Đứng lại. Nào nào nào. Mọi người uống chút trà rồi nghỉ một lát. Bách Phi, con cũng mệt rồi. Uống tách trà nóng đi cho khỏe. Lát nữa còn phải đi 2 canh giờ nữa. Tạ ơn Thái Hậu. Thái Hậu, trà này có dư vị ngọt, đúng là rất thích hợp để giải khát dọc đường. Lăng Thị Chính, Ai Gia hỏi ngươi, lần này ngươi xin Ai Gia đưa người tới Hương Hoa Tự để thắp nhang, có cầu xin gì không? Bẩm Thái Hậu, thuộc hạ chỉ cầu xin cho Thái Hậu trường thọ an khang, các phi tần sớm sinh con nối dõi cho hoàng thượng thôi ạ. À, vậy ngươi không cầu xin gì cho mình sao? Thuộc hạ chỉ vì gần 15 năm không đi ra ngoài cung, biết tượng Phật Thái Hậu xây tặng được khai quang, nên mới muốn đi theo cho biết. Được Thái Hậu chấp thuận, thuộc hạ thật là cảm kích vô cùng. Được, được đó. Ngươi đi cùng với Ai Gia thì không cần phải giữ lễ, có người lo liệu dọc đường, Ai Gia cũng an tâm phần nào. Thái Hậu quá lời rồi, đây là trách nhiệm của thuộc hạ thôi mà. Đó là đoàn người thắp tùng Thái Hậu lên chùa, làm sao đi? Đừng làm kinh động Thái Hậu, chờ họ đi rồi chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Được. Đi rồi, chúng ta qua đó tìm. Đi. Ngươi qua đó tìm, còn ta đi bên này. Được. Sao rồi? Có phát hiện được gì không? Không.
Mở cổng thành. Các người đúng là lũ ăn hại. Chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Sao lại để kẻ đeo mặt nạ sắt thoát được chứ? Bẩm sưởng công, mặt tướng không biết kẻ đeo mặt nạ sắt xuất hiện nên mới bị hắn đánh cho tơi tả. Dương Vĩnh liên quan tới kẻ đeo mặt nã sát, bây giờ còn truy xét chuyện của tên thợ săn, chắc chắn sẽ bất lợi cho xưởng công ta. Bằng bất cứ giá nào, các ngươi cũng phải bắt được hắn về đây. Dạ, thưa xưởng công, lập tức phái thêm người. Đi đi. Dạ. Dương Vĩnh, lúc đầu ngươi có ý với Xuân Hoa đã là đáng chết, bây giờ còn muốn gây bất lợi cho ta, thì ngươi càng phải chết. Thái hậu, giờ tốt để khai quang tượng Quan Âm được mặc định vào giờ Tỵ ngày mai. Liên tục 3 ngày, bần tăng sẽ cùng các tăng nhân trong chùa đến tụng kinh. Xin trời Phật cho Đại Minh ta quốc thái dân an. Vậy xin nhờ đại sư, có nghi thức gì cần ai gia thì cứ báo cho ai gia một tiếng. Đa tạ Thái hậu long ân. Bần tăng thay mặt tất cả tăng nhân trong chùa xin có lời cảm tạ Thái hậu. Đại sư không cần đa lễ. Thái hậu và Bát Thần Phi đi đường mệt mỏi cả ngày, thật là quá vất vả. Cơm chay của hai vị nương nương bần tăng đã cho người đưa tới nhà khách, còn những vị khác có thể dùng cơm chay ở nhà ăn. Xin lập tiền đại sư, ai gia đang thấy mệt nên về phòng để nghỉ ngơi. Được, Thái hậu, nương nương xin đi theo bần tăng. Đại sư, mái hiên và cột này cần phải tu sửa lại rồi. Thái hậu công đức vô biên. Ăn cơm xong ra sân sau nói chuyện với ta. Xuân Hà biết rồi. Nào, các vị công công vất vả rồi, cơm chay đã chuẩn bị xong, hãy đi theo bần tăng. Xin làm phiền tiểu sư phụ. Mấy ngày này Thái hậu sẽ ở đây, nói với mọi người phải cẩn thận hành sự. Chuyện cùng Thái hậu lên Hương Hoa Tự thắp nhang lần trước tưởng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Đúng vậy, hôm đó biết được cùng Thái hậu ra ngoài thắp nhang, chúng ta đã vui mừng biết bao nhiêu. Lúc đó tuy chúng ta chỉ là những nhà công bình thường, nhưng khi nhớ lại, ngày hôm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Nương nương đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nô tỳ thấy hôm nay trời rất đẹp, hay là nô tỳ đàn cho nương nương nghe nha. Được. Nhưng mà nô tỳ không biết họ để nhà cụ ở đâu. Nương nương chờ đây, để nô tỳ đi tìm. Cô công công, Xuân Hoa, nhà cụ chúng tôi mang theo để ở đâu vậy? Để ở trong, tôi đi lấy cho. Không cần đâu, mình ở đây đi, tôi đi lấy cũng được. Được.
Sông Hoa, chuyện gì vậy? Không có gì, tôi sơ ý làm rớt đồ thôi mà. Xin lỗi. Phải cẩn thận chứ. Dương nhà công, sao mình lại ở đây? Lại còn bị thương nữa. Tôi bị cẩm y vệ của Tây Xưởng truy sát. Sao huynh lại chọc giận họ vậy? Sơn Hoa, tìm được chưa vậy? Có cần tôi vào tìm phụ không? Tôi tìm được rồi, đa tạ. Ở đây toàn bộ đều là người trong cung, huynh nhớ là đừng ra khỏi đây. Huynh cố chịu một chút, tôi sẽ tìm cách đem thuốc tới. Tìm được rồi à? Phải. Dùng trong bao lâu vậy? Chuyện này phải xem nhà hứng của nương nương. Vậy à? Tôi thấy hay là tôi sẽ khóa cửa lại. Chìa khóa đưa cho cô giữ. Cô dùng xong thì cất nhạc cụ vào trong là được. Vậy thì tốt quá, đa tạ. Đa tạ cố công công. Cầm đi. Xuân Hoa, tìm được nhạc cụ rồi à? Đưa tôi, tìm được rồi. Xuân Hoa, cô sao vậy? Đàn nhị và đàn nguyệt đâu phải là nhạc cụ sở trường của cô và nương nương. Ta cũng đang muốn kéo thử đàn nhị. Kết hợp hai thứ này cũng được. Đúng vậy, tôi muốn cùng nương nương thử đàn một vài nhạc cụ mới. Vậy tôi nhất định phải rửa tay mà nghe. Muốn nghe bọn ta đàn thì phải pha bình trà ngon cho bọn ta. Lần trước ta tới Hương Hòa Tự, biết sau núi có con suối nhỏ. Nước suối ở đó rất mát ngọt. Thế này vậy, người nói Tiểu Quý đi lấy nước suối về pha trà cho bọn ta. Được, nhưng mà phải chờ lâu lắm đó. Không sao, muốn uống trà ngon thì phải kiên nhẫn. Người cứ từ từ làm. Vậy nô tỳ đi đây. Xuân Hoa, cô giúp tôi chăm sóc nương nương nha. Được. Xuân Hoa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nương nương, nương nương đàn nguyệt thì nô tỳ sẽ kéo đàn nhị. Nhìn cô như người mất hồn vậy, còn lừa được ta sao? Nương nương, thật ra nương nương không biết thì sẽ tốt hơn. Và nhất định là chuyện lớn rồi, cô càng phải nói cho ta biết. Nếu như cô không nói thì hai ngày này ta sẽ không cho cô rời ta nửa bước. Nếu cô gặp nguy hiểm gì, ta sẽ không để cô phải chịu một mình đâu. Dương Vĩnh bị thương, đang trốn trong chùa. Mau vào đây. Đi. Bên này nè. Huynh ấy trong kia. Dương nhà công, Dương nhà công, Dương nhà công. Mặc kệ tôi. Lỡ như bị ai đó phát hiện, hai người sẽ bị liên lụy. Huynh đừng nói nhiều nữa. Đầu huynh ấy nóng lắm, đang sốt, lại còn chảy rất nhiều máu nữa. Tôi không sao, nghỉ ngơi một lát thì sẽ khỏi thôi. Hai người mau đi đi. Không, tôi không thể bỏ mặc huynh được. Nương nương, nương nương mau đưa cô ấy đi đi. Không, không chỉ là Xuân Hoa, ta cũng sẽ không bỏ mặc huynh đâu. Xuân Hoa,
Cô mau đi đi. Mau đi đi. Mau đi đi. Dương nhà công. Dương nhà công. Chắc mình ấy mất máu nhiều quá nên ngất rồi. Vậy làm sao đây? Nương nương, bây giờ chỉ có nương nương mới lấy được thuốc cho huynh ấy. Ta phải làm sao? Nương nương Xuân Hoa, sao hai người về phòng rồi? Làm tôi tìm mãi trong sân mà không thấy. Nương nương không được khỏe, hơi bị sốt, nên tôi dìu nương nương về phòng nghỉ ngơi. Nương nương, nương nương sao vậy? Ta thấy người nóng hừng hực, chắc là bị nhiễm phong hàn. Phải nô tì bẩm báo Thái Hậu để tìm người y tế khám cho nương nương. Không cần đâu, người tới chỗ Phương Công Công lấy thuốc hạ sốt về cho ta là được rồi. Ta không muốn kinh động Thái Hậu, nhưng mà ta uống thuốc xong ngủ một lát sẽ không sao. Người mau đi đi. Dạ. Mới lấy thêm ít thuốc cầm máu trị thương nữa nha. Ai bị thương vậy ạ? Lúc nãy khi dìu nương nương về phòng, tôi bất cẩn bị trượt ngã. Nếu Phương Công Công hỏi thì cứ nói y như vậy. Được, tôi đi lấy thuốc ngay đây. Nương nương, lát nữa nô tỳ sẽ đem thuốc đi. Chuyện này nếu bị ai phát giác thì nương nương phải làm như không biết gì hết, có biết không? Vậy thì làm sao được chứ? Cung nữ vụng trộm với đàn ông bên ngoài, đây là tội chết. Chẳng thà để nô tỳ gánh chịu một mình còn hơn là hai người phải gặp nguy hiểm. Nhưng mà không như gì hết, nương nương phải hứa với nô tỳ, nếu không thì nô tỳ có chết cũng sẽ không yên tâm. Vậy cô cũng phải hết sức cẩn thận, nếu cô xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ không yên tâm. Yên tâm đi, nô tỳ biết mà. Dương nhà công, tôi đem thuốc cho huynh đây. Huynh uống đi. Uống xong huynh sẽ hết sốt. Nào, uống từ từ thôi. Uống thêm miếng nữa đi. Tôi thấy huynh bị chảy nhiều máu nên đem theo ít thuốc cầm máu. Để tôi bôi cho huynh. Huynh ráng chịu một chút nha. Xuân Hoa, lạnh quá, lạnh, lạnh quá. Sao người huynh nóng quá vậy? Nhưng mà ở đây không có gì cả. Không lạnh.
Xin lỗi. Xin lỗi. Không sao, không sao. Huynh bị thương nên cứ kêu lạnh. Tôi không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy mới làm Huynh ấm hơn thôi. Thiệu Chữ Nhạc, xin lỗi. Đêm qua tôi thật là thất lễ. Không sao. Tôi đã cho Huynh uống thuốc, còn mang vết thương lại cho Huynh. Bây giờ Huynh thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Phải rồi. Huynh bị người của Tây Xưởng truy sát. Có phải là vì tôi không? Không phải do cô đâu. Tôi và Uông Trực có mối thù không đội trời chung. Người thân duy nhất trên đời của tôi đã bị hắn giết chết. Cầu trời Phật xót thương, phù hộ cho Dương nhà công được tai qua nạn khỏi, Xuân Hoa không bị liên lụy. Xin Bồ Tát phù hộ cho Dương nhà công và Xuân Hoa, để họ được sống hạnh phúc bên nhau. Bác Hạm Hương con sẵn lòng giảm thọ 10 năm để tác thành cho họ. Uông Trực là một kẻ nham hiểm độc ác. Hôm nay hắn đối tốt với cô, không chắc sau này sẽ không gây bất lợi cho cô. Cho dù hắn làm vậy thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Dương đại ca, tôi có thể gọi Huynh như vậy được không? Dĩ nhiên là được. Dương đại ca, tôi chỉ là một cung nữ, không thể có được lựa chọn nào khác. Nhưng tôi hy vọng Huynh hãy nghe tôi. Nhưng lúc không ai nhìn thấy, Huynh hãy mau rời khỏi đây. Sau này đừng bước chân vào hoàng cung nữa, càng đừng dây vào Uông Trực làm gì nữa. Giữ được mạng sống của Huynh mới là điều quan trọng nhất. Nương nương, nương nương vẫn chưa khỏe lại. Mới sáng sớm mà nương nương ra đây làm gì vậy? Ta không sao. Tối qua Xuân Hoa nói không tìm được cây tỳ bà của mình, ta tới để tìm cho cô ấy. Sao không ai canh giữ gì hết vậy? Ai phụ trách ở đây? Cố Hữu Toàn à? Lý nào lại vậy? Sao cửa không khóa gì cả vậy? Lan Thi Chính tới. Mấy thứ này đưa từ cung tới. Hắn cũng không cho người canh giữ, cũng không khóa lại. Nếu bị mất đồ thì hắn gánh nổi tội không? Hai người tìm nhang thơm của Thiên Trúc Tiến Cống ra đây, để lát nữa Thái Hậu dùng trong lễ khai quang. Dạ. Lăng Tiên Chính về sớm vậy sao? Nương nương cũng về sớm vậy sao? Phải. Tối qua bổng cung muốn đàn tỳ bà, sao Xuân Hoa tới tìm mà tìm không được? Lăng Tiên Chính có thể tìm giúp bổng cung được không? Dạ, nương nương, xin nương nương chờ một lát. Hà hà, tôi cũng đi giúp đi. Dạ, thưa nương nương. Lăng Tiên Chính, nhang thơm ở đây ạ. Nương nương, nhang này Thái Hậu cần dùng gấp, thuộc hạ phải đem đi liền. Vậy tỳ bà của nương nương? Không sao,
Để Hạ Hà từ từ tìm cho bổn cung cũng được. Được, đa tạ nương nương, thuộc hạ xin được cáo lui. Bà ta giống hệt như Tất Sảo, chuyện nào không có lợi thì không đời nào làm. Kệ bà ta. Hạ Hà, chúng ta về thôi. Về? Phải. Tự nhiên ta thấy không được khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta về thôi. Dạ thưa nương nương. Họ đi rồi. Dương đại ca, huynh đi được không? Chắc là được. Được, vậy huynh đi theo tôi. Nếu không lát nữa có công công về, sớm muộn huynh ấy cũng phát hiện ra huynh. Xuân Hoa, tôi ra khỏi cung rồi thì không thể quay lại được nữa. Cô phải chăm sóc tốt cho mình. Huynh hãy hứa với tôi, chịu khó dưỡng thương, rời xa chốn thị phi này, sống thật tốt cuộc sống ở bên ngoài. Đừng bao giờ quay trở lại. Đừng bao giờ. Mau, mau theo tôi. Đi mau. Xuân Hoa, tôi tin là chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đừng, Dương đại ca, đừng nói gặp lại. Đừng bao giờ gặp lại. Hãy sống thật tốt cuộc sống bên ngoài. Đừng quay trở lại. Đừng. Đi mau đi. Còn không đi là không đi được nữa đâu. Đi mau đi. Đi đi. Nghi thức khai quang bắt đầu. Xin mời Thái hậu
xin cho Dương đại ca tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành. Xin cho Dương đại ca tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành. Dương đại ca, huynh hãy hứa với tôi chịu khó dưỡng thương, rời xa chúng thị phi này, sống thật tốt cuộc sống ở bên ngoài, đừng bao giờ quay trở lại, đừng bao giờ. Dương đại ca, đừng nói gặp lại, đừng bao giờ gặp lại. Huynh đi mau đi, đi mau đi, đi đi. Tìm thật kỹ tao. Dạ, mau lên, mau tìm cho ta, đi theo ta. Dừng lại, các con ở bên kia. Dạ. Nào, đi thôi. Cái gì? Lại để Dương Vĩnh chạy thoát nữa à? Tên đeo mặt nạ sắt có vỏ, các người không đối phó được đã đành. Một tên thương sinh yếu đuối như Dương Vĩnh mà các người cũng không đối phó được. Các người là một lũ ăn hại. Dạ, thuộc hạ kém cỏi. Thuộc hạ của ta không tới để nhận lỗi, thuộc hạ của ta là để làm việc. Còn chưa tìm được Dương Vĩnh thì các người đừng về gặp ta nữa. Dạ, thưa xưởng công. Đứng lại. Nhớ là chuyện truy bắt Dương Vĩnh phải thực hiện trong âm thầm, không được để lộ chút thông tin nào ở trong cung. Có biết không? Dạ, thưa xưởng công. Phu nhân, theo Thái Hậu tới Hương Hoa Tự có vui không? Cũng được. Nếu nô tài cũng có cơ hội này, được đi theo thì tốt quá. Sau này sẽ có cơ hội mà. Vậy, ngươi để đồ xuống rồi cứu tài nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi. Dạ. Xưởng công. Xuân Hoa. Xưởng công, ra ngoài cung cho khuây khỏa đầu óc, lẽ ra phải vui chứ, sao lại về than vắng thở dài như vậy? Không có gì đâu. Thảo nào người ta nói ở nhà ngàn ngày tốt, ở ngoài nửa ngày khó. Chắc phu nhân đã quen với cuộc sống trong cung rồi. Thiếp vào cung bao nhiêu năm nay rồi, không có gì quen với không quen hết. Dù ngài thích hay không, thì bức tường cung được xây tứ phía này chính là nơi sinh lão bệnh tử của các cung nữ bọn thiếp. Đúng, ta cũng đã quen rồi. Nửa tháng nay kể từ khi nàng về làm phu nhân ta, sáng nào cũng cùng ta ăn sáng. Ta cũng đã quen và cũng thấy rất vui. Nhưng mấy ngày nay nàng đi vắng, ta thực sự ăn không ngon chút nào. Sao lại vậy được? Thật mà, ta lừa nàng làm gì?
Nào, cảm ơn. Sưởng công, Xuân Hoa xin cả gan được hỏi, nếu sau này Xuân Hoa có việc muốn xin, không biết Sưởng công có chấp thuận lời Xuân Hoa yêu cầu không? Nàng có yêu cầu gì cứ nói với ta, dù là chuyện gì, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ hứa với nàng. Xuân Hoa xin đa tạ Sưởng công trước. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ thiếp vẫn chưa nghĩ ra. Khi nào thiếp nghĩ ra sẽ nói cho Sưởng công biết. Được, khi nào nàng nghĩ xong thì cho ta biết. Dương đại ca, huynh không thể bị gì hết. Huynh nhất định phải được bình an. Hoàng thượng, đêm nay di giá tới đâu để nô tài đi thu xếp trước ạ? Thái hậu và Bách Phi lên chùa đã trở về. Mấy ngày rồi trẫm không gặp nàng ấy. Hãy tới Đồng Tâm Điện. Chuyện này có chuyện gì sao? Không phải, lúc nãy người trong cung Bách Phi tới báo, nói là Bách Phi không khỏe nên không thể hầu hạ hoàng thượng được. Vậy à? Vậy thì tới cung của Quý Phi. Dạ, nô tài sẽ đi thu xếp ngay. Được. Bài này đặng hay quá. Hoàng thượng chẳng phải đã nghe rồi sao? Lần trước trong cung của thiếp đó. Nhớ ra rồi. Bẩm báo nương nương, hoàng thượng đã di giá tới cung Vạn Quý Phi rồi. Thất xảo. Tắt đèn. Dạ. Yêu phụ Vạn Trinh Nhi này, không biết đã cho hoàng thượng uống phải bù mê gì. Bách Phi dịu dàng yếu đuối, Hiền Phi duyên dáng đáng yêu, Lưu Phi thì thật thông minh hoạt bát, hoàng hậu thì điềm đạm hiền hậu. Tốt như vậy mà hắn lại đi mê ả yêu phụ này. Thái hậu, nô tỳ nghe người bên cạnh hoàng thượng nói, hoàng thượng gần đây từng định tới cung Bách Phi, nhưng Bách Phi có bệnh, không thể hầu hạ hoàng thượng được. Bách Phi có bệnh. Bách Phi có bệnh. Lúc ả theo ai gia tới Hương Hoa tự thắp nhang, tuy có hơi yếu ớt nhưng cũng không có bệnh gì cả. Ả sẽ thai 3 tháng rồi mà sao vẫn chưa khỏi. Mau truyền thái y tới, ai già muốn hỏi cho rõ.